Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Sư Phụ chứng minh. Kính thưa quý thầy và toàn thể quý vị Phật tử về dự khóa tu Phật Thất số 96. Lời đầu tiên trong buổi sáng ngày hôm nay, con xin thành tâm tri ân trên Sư Phụ và kính chúc trên Sư Phụ luôn pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành. Kính chúc toàn thể quý vị Phật tử buổi sáng ngày hôm nay có một thời được nghe chia sẻ pháp thoại đầy niềm vui, hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị Phật tử thân mến, đợt trước con đã có duyên chia sẻ vào khóa tu Phật Thất số 95. Không biết bây giờ có ai ngoài khóa 95 còn ngồi trong khóa 96 này không ạ? Dạ, cũng khá đông ha. Rồi những người còn lại thì không đủ nhân duyên để về chùa dự khóa 96 này. Còn một số nữa, không biết giờ phiêu diêu miền cực lạc hay là đã vĩnh biệt lò gạch rồi. Vĩnh biệt lò gạch nghĩa là theo tiếng Anh là die ạ. Còn theo tiếng Việt là mình dùng từ cho nó gần gũi, gọi là chết ạ. Dạ, nên con chúc mừng mọi người đã có đầy đủ nhân duyên ngồi trong đạo tràng khóa 96 này. Nam mô A Di Đà Phật. Khi đủ nhân duyên xuất gia thì trách nhiệm của một người tu sĩ chính là thay Phật đưa đạo vào đời. Nhân ngày hôm nay con chia sẻ đến mọi người thì con luôn lấy tinh thần của một người thân trong gia đình. Khi đây mình trở về mái chùa Hoằng Pháp thân thương này chính là trở về mái ấm và tổ ấm của mọi người ở mọi miền đất nước dù xa xôi. Nhưng khi mình về chung một ngôi chùa này thì mình chung một con đường, chính là học Pháp về tu tập để có sự an lạc, hạnh phúc và giải thoát của bản thân. Đó là trách nhiệm của một người xuất gia trẻ. Và bao năm qua, con cũng luôn lấy câu châm ngôn duy tuệ thị nghiệp, chính là lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Nên con cũng học theo hạnh sư phụ, chính là muốn đưa Phật Pháp và đưa tình thương và tấm lòng từ bi của Đạo Phật đến cho mọi người trên trái đất này. Trái đất này thì nghe nó xa vời quá, thôi nói gần gần, ngay trong đạo tràng này thì gần gũi hơn. Nam mô A Di Đà Phật. Trước khi vào buổi pháp thoại thì con xin mọi người hãy xem như mình trở về gia đình và tổ ấm. Nghe pháp thoại thì nghe nó xa xôi, nhưng hãy nghe con như chia sẻ với một người thân và mọi người thành viên trong gia đình để chúng ta sẽ dễ tiếp nhận hơn, gần gũi hơn và chúng ta sẽ dễ trải tấm lòng mình ra hơn. Mọi người có đồng ý không ạ? Dạ, thì trước khi vào buổi chia sẻ, con có làm 4 dòng thơ tặng đến toàn thể mọi người. 4 câu thơ đó như sau: đón chào ngày mới tinh khôi, tặng nhau buổi sáng đôi môi mỉm cười, mặt ai cũng thấy rạng người, tặng cho cuộc sống khắp trời thương yêu. Nam mô A Di Đà Phật. Tại vì ông bà ta cũng thường có câu rằng một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Ngồi trong đạo tràng này, mới ngày nào chúng ta gặp nhau chào nhau: chà, dạo này mày ăn gì mà đẹp trai quá vậy mày? Lâu lâu gặp: chà, cứ dùng kem dưỡng da mà sao thấy trắng trẻo đẹp quá ha. Nghe câu mát ruột, lên tinh thần. Đang buồn chồng buồn con mà nghe đẹp cái là sảng khoái liền. Bây giờ mình cũng gặp nhau, nhưng mà mình không còn chào nhau bằng đẹp trai hay đẹp gái, mà ngồi đa số phần nhiều trong đạo tràng này
giờ chào nhau, gặp nhau, chúc nhau gì ạ? Chà, công nhận ai cũng đẹp lão quá. Dù trẻ hay già, nhưng mà ông bà đã thường dạy rằng cái nết đánh chết cái đẹp. Thời bây giờ thì cái đẹp đè bẹp luôn cái nết rồi. Nên mình về chùa tu tập làm sao đẹp người, đẹp nết. Và nét đẹp của người Phật tử chính là nét đẹp ở tâm hồn. Mọi người có đồng ý không ạ? Khi đến với đạo tràng về ngôi chùa Hoằng Pháp tu tập, thì con hôm nay chia sẻ chính là tứ nhiếp pháp. Đức Phật dạy rằng tứ nhiếp pháp là gồm có bố thí nhiếp, ái ngữ nhiếp, đồng sự nhiếp, lợi hành nhiếp. Và hôm nay con muốn dùng những lời ái ngữ và từ tâm của con và chất liệu con nuôi dưỡng bao nhiêu năm qua ở ngôi chùa này, chính là câu thơ sư phụ đã làm rằng: miệng ta là hoa sen, một khi đã hé nở tỏa hương thơm Phật pháp, gieo mầm giác cho người. Nam mô A Di Đà. Hôm nay con xin chia sẻ mọi người một đề tài. Chắc chúng ta sinh ra trong cuộc đời này, ai cũng mong muốn cho mình sẽ được sung sướng, hạnh phúc, có một mái ấm gia đình và một nơi khi mình trở về sau những ngày làm việc mệt nhọc. Và khi mình làm ở phương xa trở về, chính là trở về quê hương, xứ sở nơi mình đã sanh ra và lớn lên. Nên muốn là một chuyện, nhưng mà cũng lắm mảnh đời không được như chúng ta, không có mái ấm để trở về và không có bến đỗ khi những giông gió trong cuộc đời đỡ họ trở về nương náu. Nên đề tài con chia sẻ sáng hôm nay dành cho mọi người chính là bến đỗ bình yên. Nam mô A Di Đà Phật. Từ ngày con xuất gia vào ngôi chùa Hoằng Pháp này đến bây giờ, hàng ngày nhìn trên ánh mắt của thiền môn và ánh mắt của lòng từ bi, hàng ngày chắc mọi người thấy những đàn kiến nhỏ nó đi tha mồi về tổ để lo cho tổ ấm của mình. Nhưng mà cũng có lắm con kiến bị chúng ta dẫm đạp chết, hay bị nước trôi, hay là bị những sinh vật khác ăn thịt. Nói hơn một chút xíu nữa là hàng ngày con thấy những chú chim sẻ xung quanh chùa, hay những con chim bồ câu, nhưng mà nó luôn nghĩ rằng đi tha mồi để về lo cho mái ấm của mình là có những con chim non. Nhưng mà có nhiều con bị mèo vồ, hay là bị người ta đánh lưới, hay có nhiều con thì bị chết vì lạnh, vì đói. Rồi những đứa con trong tổ đợi mẹ, đợi cha để mang mồi về cho mình, nhưng mà chúng kêu gào thảm thiết, nhưng đâu biết rằng mẹ và chim bố đã không còn cơ hội để trở về tổ ấm của mình nữa. Con đã thấy rõ những điều đó. Và hàng ngày hành tinh xanh của chúng ta chính là trái đất này. Hàng ngày vì lòng tham của con người nên bị chặt phá rừng, khai thác tài nguyên quá mức. Nên hành tinh của chúng ta hàng ngày thải ra môi trường bao nhiêu khí độc từ các nhà máy, khu công nghiệp, nhiều xe cộ. Và chính vì điều này đã làm cho trái đất này càng ngày càng tổn thương và thiên nhiên này càng ngày càng ô nhiễm. Nên hiện tượng động đất, sóng thần, thiên tai, bão lụt, dịch bệnh ngày càng triền miên. Đó là từ đâu? Không phải do trời, không phải do một vị thần nào phạt mình, mà tại do chính lòng tham và ích kỷ của con người mình gây nên. Mọi người có đồng ý không ạ? Nên con chia sẻ bằng tâm của mình và bằng sự tu và sự thực hành của mình, chứ con không phải ngồi trên này
chỉ nói bằng khẩu đầu thiền hay nói bằng những lời suông. Con cũng có quê hương, cũng có nguồn cội, nhưng mà con không được may mắn như những người khác, nên từ thuở nhỏ con đã cảm nhận và sự mất mát và thiếu thốn về tình thương. Nên con muốn dành tình thương này đến hết cho mọi người. Và những ngày con sống được còn ngày nào trên cuộc đời này, thì con mong hãy dùng tình thương này bằng một tình thương không vụng lợi và tình thương của sự vị tha hoàn toàn. Trước khi chúng ta trở về mái ấm, trở về quê hương, nơi mà mình đã nói với chồng, với con là vào chùa Hoằng Pháp tu Phật Thất 7 ngày. Nhưng trước khi mình trở về, thì con cũng nhớ đến quê hương. Thì nhà thơ Lý Bạch có những câu thơ như sau: ánh trăng chiếu trước giường, ngỡ mặt đất mờ sương, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương. Quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hai mọi ngày, quê hương là đường đi học, mẹ về nón lá nghiêng che. Quê hương là con dịu biết, tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. Con nghĩ rằng chúng ta còn may mắn đỡ khi 7 ngày Phật Thất trôi qua, chúng ta lại được về đoàn tụ với gia đình và người thân. Và sau cánh cửa chùa này, có bao nhiêu mảnh đời bất hạnh không có nơi để trở về. Và con xin mời mọi người đồng hướng lên màn hình để xem đoạn clip con đã chuẩn bị cho mọi người. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để thực hiện được đoạn clip này, con phải thức tới hơn 12 giờ. Và lời đầu tiên, con xin tri ân trên sư phụ, quý thầy, cô chú bên phòng phim và viên vị Phật tử đã trợ duyên cho con thực hiện được đoạn clip này. Kính thưa quý vị Phật tử, con làm đoạn clip này là muốn chứng minh cho mọi người rằng mọi người còn rất hạnh phúc và mình còn rất may mắn. Con muốn nhắn nhủ mọi người rằng chính là làm sao phải biết trân quý, gìn giữ mái ấm của mình. Đừng đỡ như những con người này, họ bơ vơ, không nơi nương tựa. Và con làm đoạn clip này chính là một cái tâm từ bi. Không phải con làm để diễn cho mọi người xem đâu ạ. Tại vì cuộc đời con cũng không hạnh phúc. Và từ điều này con đã trải nghiệm. Và bao năm qua con đi tu vì một tình thương thật sự, không phải vì tham cầu lợi dưỡng cho bản thân mình, hay vì đi tu lo ấm cái thân này, no cái bụng này mà con chọn con đường tu này. Từ khi 12, 13 tuổi, cũng vì tiền mà con đã mất tất cả. Cũng vì tiền mà con không còn cơ hội để nhận lại dòng họ tổ tiên của mình. Cũng vì tiền họ ruồng bỏ. Chính vì điều này con đã thấm và con đã khóc rất là nhiều. Nên con có làm bốn dòng thơ như sau. Sinh ra chẳng phải máu đào, nghe tin nước mắt chảy trào như mưa. Bao năm gần gũi sớm trưa, vì tiền ngoảnh mặt kẻ thừa không quen. Cũng vì tiền con là một kẻ thừa. Cũng vì tiền nên là con đã cảm nhận rõ từ lúc 12, 13 tuổi khi nhìn bạn con cùng trang lứa, khi được người thân đón hay ôm ấp vào lòng, được bà ôm vào lòng, cảm giác đó con thèm khát biết dường nào. Con không cần tiền, con chỉ cần mẫu mũ tình thâm của mọi người dành cho mình. Và khi lớn lên, con đã va chạm và đã đi làm. Và con tiếp xúc với biết bao nhiêu mảnh đời. Và dòng đời này mạnh được yếu thua. Con đã thấy rõ vấn đề này. Và một lần nữa, dòng đời lại đưa con vào bước đường cùng. Một lần con đi nhận đồ điện tử về sửa, thì trong lúc quẹt xe, thì người bị quẹt xe đó đòi con đền 100.000. Nhưng mà trong túi con lúc này chỉ còn 40.000. Và trước thành phố Vũng Tàu, thì anh thanh niên này chỉ vào mặt con, nhìn mặt mày cũng sáng sủa, mà sao nghèo quá vậy? Không phải vì con nghèo, nhưng mà con đi làm cũng có tiền. Nhưng mà bao nhiêu mảnh đời bất hạnh, nên con dùng những tình thương của mình dành cho những mảnh đời này. Từ nhỏ, khi những người ăn xin vào, thì con lại lén xúc gạo để cho họ. Vì con nghĩ rằng mình đã thiếu đi tình thương. Tại vì sao mình không dùng tình thương này dành cho họ? Một lần nữa thì cuộc đời này ngỡ như bất công với mình. Họ lại dồn con vào con đường chết. Và trong cửa chết, nhưng con lại tìm ra một lối sống. Đó là nhân duyên. Con chọn con đường xuất gia tu học. Và mái chùa Hoằng Pháp này chính là bến đỗ bình yên của con suốt 9 năm qua. Trong kinh Pháp Bảo Đàn có dạy rằng Phật Pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, lìa thế tìm bồ đề, như lông rùa sừng thỏ. Nên con cũng từ thế gian mà con giác ngộ. Và cũng từ thế gian con đã có mặt. Và hôm nay con đang hiện hữu trước mặt quý vị đây ạ.
Ngày xưa con thường trách trời và thường nghĩ rằng mình sanh ra trên đời này nhằm một ngôi sao xấu quắc. Nhưng mà nhờ ngôi sao xấu quắc mà con mới được đủ nhân duyên, ngộ được Phật Pháp và xuất gia tu học. Bến đỗ bình yên chính là ngôi chùa này. Con muốn gửi đến mọi người bến đỗ bình yên mà hàng ngày một người thầy đã hy sinh cả tuổi thanh xuân vì hoằng pháp lợi sanh, vì đưa đạo vào đời. Và hàng ngày Ngài luôn chiết xuất ra những năng lượng của tình thương và lòng từ bi. Hôm nay con muốn nói đến chính là bến đỗ mà hàng ngày và buổi sáng chúng ta vừa nghe Ngài nói chuyện. Đó là ai? Mọi người có biết không ạ? Con thường gọi bằng hai từ thân thương, chính là sư phụ. Ba năm qua, chính Ngài đã cho con hình tướng này và chính Ngài đã hằng ngày thay cha và mẹ con dưỡng dục con thành nhân. Có câu rằng, sanh dưỡng đạo đồng. Tuy sư phụ Ngài không có công sanh, nhưng mà Ngài đã có công dưỡng dục con ngày hôm nay. Là một người tăng, làm sao phải có đức và có tài. Và con được ngày hôm nay được xuất gia thọ cụ túc giới và được lên pháp tòa chia sẻ Phật Pháp đến mọi người. Đó là nhờ công ơn của sư phụ. Nhân dịp hôm nay, con có viết đôi dòng gửi đến người thầy đã dạy dỗ cho con bao năm qua. Và đề tài con quyết tặng lên sư phụ chính là ơn thầy. Con sẽ đọc cho mọi người cùng nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Trong cuộc đời này, từ khi chúng ta sanh ra và lớn lên, ngoài cha mẹ là hai bậc sinh thành cho ta thân thể này, thì thầy cô là người truyền cho chúng ta ngọn đèn của tri thức. Vì vậy, việc giữ gìn truyền thống tôn sư trọng đạo là một nét đẹp của dân tộc Việt Nam. Ông cha ta có những câu nói: uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo, một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy, hay là bán tự vi sư, nhất tự vi sư. Không thầy đố mày làm nên, thì những dòng ký ức hoài niệm về thầy cô rất thân thương và không còn xa lạ đối với mỗi chúng ta. Khi còn cái tuổi cấp sách đến trường, hình ảnh quen thuộc và gần gũi là bóng dáng của thầy cô trên bục giảng truyền trao kiến thức cho thế hệ tương lai và những cánh phượng đỏ thắm rơi đầy trên những hàng ghế đá sân trường mỗi khi hè về. Những hình ảnh đó đã đi vào trong thơ ca, in sâu vào trong trái tim của mỗi người như là bài Bụi Phấn hay Mong Ước Kỷ Niệm Xưa, mỗi khi vang lên làm cho tâm ta bồi hồi xao xuyến. Đó là nói về những người thầy thế gian. Hôm nay tôi sẽ nói đến vị thầy xuất thế gian, thầy tu, người đã dành cả tuổi thanh xuân và cả cuộc đời để đem lại hạnh phúc an lạc cho mọi người. Thời gian thấm thoát trôi qua, mới ngày nào bước chân vào chùa, bao nhiêu bỡ ngỡ, thế mà tôi đã ở chùa được 9 năm. Từ ngày tôi chọn con đường đi cho chính mình là xuất gia, tu tập, không phải là vì chán đời, trốn nợ hay thất tình, như phần nhiều mọi người đều nghĩ. Ngày tôi đi tu, cả xóm bàn tán xôn xao với ba mẹ rằng, tại sao con trai ông bà đang làm ăn lại bỏ đi tu? Họ nói rằng con ông bà bạc nhược, trốn đời vào đạo, núp bóng từ bi. Nhưng họ đâu hiểu được rằng mình đi tu là hảo tâm xuất gia, vì đã nhận chân ra cuộc đời là vô thường, kiếp sống mong manh, hạnh phúc thế gian là tạm bợ. Vậy nên có câu hát: đường thương đau đầy ải nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người. Đúng thật là như vậy.
Tuy tuổi đời tôi chưa lớn, nhưng sự trải nghiệm với cuộc đời của tôi thật rất thấm thía. Vì đã trải qua bao nhiêu nghịch cảnh đau thương mà tôi đã nhận ra cuộc đời là bể khổ. Tôi muốn thoát ra cái khổ luôn kìm hãm con người trong cái sanh, già, bệnh, chết và tìm đến hạnh phúc suốt thế gian. Bao năm qua, tôi chưa bao giờ ân hận khi cạo bỏ mái tóc xanh và những bộ đồ đẹp để khoác trên mình chiếc áo nâu sòng, bình dị, nhẹ nhàng. Được như vậy là nhờ ơn tế độ của ân sư. Bao năm qua, ngày nào trong tâm tôi luôn gọi người bằng hai từ trìu mến và đầy thân thương, sư phụ, thượng chân, hạ tính, là trụ trì của chùa Hoằng Pháp thuộc xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, là người thầy mà bao năm qua tôi luôn ngưỡng mộ và quý kính, vì người luôn có tấm lòng bao la, người đã đem hạnh phúc đến cho mọi người và chỉ cho họ con đường ánh sáng và chân lý Phật Đà, hướng dẫn cho mọi người biết tu nhân tích đức, biết làm lành tránh ác, biết lìa bóng tối bước ra ánh sáng, từ nẻo tà bước vào đường chánh, từ mê lầm bước đến giác ngộ. Nên bao nhiêu năm qua, rất nhiều người chìm trong bóng tối vô minh đã biết quay về ánh sáng, biết tu học để đạt được hạnh phúc. Thầy mở ra rất nhiều khóa tu dành cho mọi lứa tuổi, như là khóa tu niệm Phật, khóa tu Phật thất, khóa tu sinh viên, khóa tu mùa hè, khóa tu thiếu nhi, để hướng mọi người về con đường thiện. Vì cuộc sống bây giờ quá đầy đủ, nên sư phụ đã dùng rất nhiều phương tiện để đưa Phật Pháp vào đời một cách thiết thực gần gũi. Sư phụ là người tiên phong trên con đường đưa đạo vào đời, người dám bỏ ra một số tiền lớn để dựng lên những bộ phim Phật giáo rất hay và ý nghĩa. Con đường giác ngộ tìm về bến giác Hổ Ly Sơn thất thế. Ngoài ra, người còn làm những vở cải lương rất hay như Quan Âm Thị Kính, Lưới Tình, Thả Một Bè Lâu, mở ra chương trình ca nhạc Phật giáo Diệu Âm Hoằng Pháp. Người còn tổ chức chương trình quỹ học bổng Ươm Mầm Trí Tuệ, hỗ trợ cho các học sinh nghèo hiếu học và quỹ đào tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử. Người còn mua đất để mở rộng các chi nhánh từ Bắc vào Nam và sang cả nước ngoài, tất cả chỉ vì nhân sinh. Từ đó chúng ta thấy được tấm lòng bao la, rộng lớn của người. Có những lúc thầy đi Phật sự xa, nửa tháng hay một tháng, đôi khi hơn, nhưng lúc nào người cũng quan tâm, gọi điện, thoại về hỏi thăm tình hình tu học, sức khỏe của đại chúng như thế nào. Còn sức khỏe của mình thì sao người lại không quan tâm đến? Vì tuổi đã lớn nên người thường bị bệnh, nhưng vì mọi người, người luôn kiên nhẫn vượt qua mọi khó khăn của thân thể suy hao, mỏi mòn theo năm tháng. Sau những chuyến Phật sự, người trở về với đại chúng, đó chính là thời gian tôi cảm thấy hạnh phúc nhất, vì được nhìn thấy những bước chân thong dong với chiếc áo nâu đã phai màu theo thời gian, được nghe những lời chỉ dạy ấm áp trong bữa điểm tâm sáng. Đề tài mà người chia sẻ là về Phật Pháp hay chuyện đời thường, nhằm khuyến tấn mọi người cùng nhau tu tập, phải thương yêu, nâng đỡ nhau trên đường đạo. Mọi người ai cũng nghĩ rằng là vị trụ trì trong một ngôi chùa lớn lại có danh tiếng thì chắc là cuộc sống sung sướng lắm, ăn ngon, mặc đẹp, ở thì sang trọng, nào là có mấy điều hòa, nệm êm, chăn ấm, bàn ghế sang trọng. Nhưng mọi người đâu biết rằng cuộc sống của người rất đơn sơ và bình dị. Ở trong căn phòng vỏn vẹn chỉ có mấy mét vuông, xung quanh toàn là kinh sách và cái bàn chỉ để được hai cuốn kinh là đã chật chỗ. Chỉ có chiếc quạt máy đã cũ với chiếc giường nhỏ, cái mền, chiếc gối, chiếu bình dị. Nhưng trong căn phòng đó luôn luôn gọn gàng, ngăn nắp. Ngài thường dạy cho mọi người phải sạch sẽ,
Nên người thường nói, nhìn nhà biết người, nhìn người biết tâm. Người có tính tiết kiệm không bao giờ xài phung phí bất cứ một cái gì, vì đó là công sức, mồ hôi, nước mắt của người khác, nên phải biết tiết kiệm. Phần nhiều là trụ trì, chuyện tiền bạc đều do mình quản lý, còn người thì không. Bao năm qua, người bạn giao hết cho thủ quỹ, ngay cả giấy tờ có giá trị, người cũng không giữ. Thầy còn rất khiêm hạ, những ai xá chào thầy cũng liền chào lại. Người dạy rằng, hãy xem người giới là ân nhân thay vì đầy tớ. Rồi trong khi đi, đứng, nằm, ngồi hay nói năng, người đều dịu dàng khoan thai. Có những lúc bị bệnh, mệt muốn nằm xuống nghỉ, nhưng sợ mọi người nói là mình không làm gương, nên người gắng gượng không dám nằm xuống nghỉ ngơi. Còn việc công phu thì người luôn luôn tinh tấn, không lúc nào bỏ việc tu. Dù là đi Phật sự hay tiếp khách, người vẫn giữ thời khóa cho mình. Vì vậy, sư phụ luôn luôn là tấm gương sáng cho tôi noi theo. Người nói được và làm được, mọi người ai cũng ngưỡng mộ và tôn kính người. Đức hạnh của người như bài kinh Pháp Cú, hương của các loài hoa không thể bay ngược gió, gương của người đức hạnh ngược gió khắp tung bay. Hai câu hữu xạ tự nhiên hương, đó là do từ sự tu tập giới, định và tuệ mà được thành tựu. Sư phụ có chí nguyện đào tạo những vị tăng vừa có đức và có tài, nên người luôn luôn chỉ dạy cho chúng tôi rằng, muốn có bánh tròn thì ép vào khuôn tròn, muốn có bánh vuông thì ép vào khuôn vuông. Vì vậy, huynh đệ chúng tôi luôn sống trong nền tảng giới luật, vì chư tăng là người đại diện Đức Phật hoằng truyền Phật Pháp, đưa đạo vào đời. Hình ảnh của một người tu sĩ rất quan trọng, nên bao năm qua tôi rất vui mừng vì đã tìm được bến đỗ bình yên, được nương tựa vào vị minh sư vừa có thực hành và có giáo pháp, pháp học và pháp hành. Đây là môi trường thuận lợi cho việc tu học. Sư phụ luôn luôn gần gũi nhắc nhở sách tấn huynh đệ chúng tôi phải thương yêu lẫn nhau. Người là một người thầy, vừa là một người cha, luôn mong cho con mình nên người. Tuy người không sinh, nhưng có công dưỡng dục thì sinh dưỡng đạo đồng nặng bằng nhau. Bao năm qua, tôi luôn cố gắng nỗ lực tu học để không phụ lòng của người. Có những lúc huynh đệ chúng tôi vì tuổi trẻ nên thường có những sai phạm, tính tình hơi lỗ mãng, làm việc theo bản tính. Nhưng khi biết sai và sám hối, thì người luôn nở nụ cười, từ bi tha thứ những lỗi lầm. Người nói, con người ai cũng có sai lầm, nhưng biết sai mà sửa thì vẫn là người tốt. Có một câu chuyện mà tôi nhớ nhất là lúc sư phụ đi Phật sự bên Mỹ gần 2 tháng. Huynh đệ chúng tôi vì thấy thương người quá nên bàn nhau sẽ sửa sang lại chỗ ở của sư phụ cho được tươm tất hơn. Tuy nhiên vừa làm, mọi người vừa lo vì khi về sẽ bị sư phụ mắng. Vì người thích sống đơn giản, nhưng sau chuyến Phật sự trở về, người thấy căn phòng đã thay đổi hoàn toàn, mới hơn, sạch sẽ hơn, bàn làm việc rộng hơn, cửa sổ thì thoáng hơn và sáng hơn. Người vẫn nở nụ cười, một nụ cười bao dung. Vậy là chúng tôi đã không bị mắng vì việc làm của mình. Sự thật thì bao năm qua, tôi chưa từng thấy người nói lớn tiếng hay quát mắng đệ tử, mà luôn nhẹ nhàng chỉ bảo. Vì thế, mỗi khi ở gần người, tôi luôn có được cảm giác bình yên. Đó là do từ tâm yêu thương lan tỏa mà có. Được gần gũi người là một điều hạnh phúc trong cuộc đời tôi. Trong Lương Hoàng Sám, chương thứ 24, Lễ Phật Thế Sư Trưởng, có đoạn như sau. Vì cha mẹ tuy có công sanh thành dưỡng dục chúng con, nhưng không thể làm thế nào cho chúng con mau xa lìa đường ác, cho nên sư trưởng đối với chúng con có ân đức vô lượng. Sư trưởng có lòng đại từ,
dìu dắt, khuyến dỗ, hằng dạy chúng con tu thiện, muốn chúng con ra khỏi biển sanh tử, đến bờ giải thoát bên kia. Mọi điều lợi ích đều khiến chúng con thấy Phật. Trừ hết phiền não kiết tập, an trú vào đạo vô vi. Ơn đức như vậy, ai hay báo đáp cho cùng tận, giàu trọn đời. Tu hành đó chỉ là tự lợi, chớ chưa phải báo đáp ơn sư trưởng. Sở dĩ Phật dạy thiện tri thức trong thiên hạ, không ai hơn sư trưởng, đã tự độ mình lại hay độ người. Nên bao năm qua, tôi luôn lấy câu của sư phụ, hãy sống như hoa, dù sự sống ngắn ngủi, nhưng hoa đã tỏa hương và làm đẹp cho cuộc đời này. Để áp dụng vào đời sống tu tập của bản thân, tôi sẽ luôn sống và làm theo tấm gương của sư phụ. Tuy những dòng chữ không thể bày tỏ được hết những nỗi niềm mà tôi muốn nói với người, nhưng mượn những dòng chữ này để thay cho lời tri ân của người đệ tử đối với thầy mình, tôi chỉ mong sao cho người luôn có sức khỏe để dìu dắt huynh đệ chúng tôi và mọi người đến được bến bờ giải thoát. Cuối dòng, con xin dâng lên người hai câu thơ đã bày tỏ tấm lòng của con dành cho người. Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền. Nam mô A Di Đà Phật. Qua bài viết này, chắc một lần nữa chúng ta cảm thấy hạnh phúc khi trở về ngôi chùa Hoằng Pháp này, được nhìn hình ảnh của sư phụ và dáng đi khoan thai của người. Và con cũng có làm 4 câu thơ để tri ân, công ơn, dưỡng dục của sư phụ. 4 câu thơ như sau. Ơn thầy dạy dỗ cưu mang, cho con vững bước hành trang vào đời. Tu sao an lạc thảnh thơi, xứng danh thích tử rạng người tông môn. Nam mô A Di Đà Phật. Bao năm qua học theo công hạnh của người, con cũng muốn đưa đạo vào đời và đưa tình thương đến cho mọi người. Nhưng biết rằng trên con đường Hoằng Pháp lợi sanh rất là gian nan và rất nhiều cạm bẫy. Và bao năm qua, con cũng bao phen lên bờ xuống ruộng, bao nhiêu người hãm hại và bao nhiêu hàm oan. Nhưng mà con luôn cố gắng vì hàng ngày có sư phụ bên cạnh và từng bước chân của con luôn có ánh mắt của người dõi theo và người luôn động viên sách tấn con cố gắng vươn lên. Chúng ta ngồi trong đạo tràng này cũng như một khúc gỗ, nhưng mà một khúc gỗ thì làm củi chụm, một khúc gỗ thì làm thùng đựng nước, còn một khúc gỗ thì đục đẽo làm một bức tượng Phật, một bức tượng Bồ Tát. Thì con luôn nghĩ rằng những người đang hại mình thì những người đó chính là những nghệ nhân đang mài dũa đục đẽo cho con trở thành một khúc gỗ có giá trị. Nên mình phải biết cảm ơn họ và tri ân họ. Mọi người có đồng ý không ạ? Trên bước đường tu, chúng ta cần chính là sự nhẫn. Nhẫn gồm có sinh nhẫn. Sinh nhẫn là giữa con người sống với con người với nhau, với chồng vợ, cha con, mẹ con trong gia đình. Khi có những điều không vừa lòng, không vừa ý, thì chúng ta nhẫn để cho gia đình được hạnh phúc, ấm êm. Và trong khóa tu này, chúng ta cũng phải nhẫn khi trong bữa ăn có 4 miếng chả mà tham quá ăn mất 2 miếng, ăn luôn phần tôi, tức quá. Lúc đó bắt ấn, nhẫn nhẫn. Rồi đêm về mệt gần chết rồi, nằm ngủ cạnh bên, gáy phì phò. Nên lúc này mình cũng phải nhẫn, gọi đây là sinh nhẫn. Còn nhẫn thứ hai chính là pháp nhẫn. Pháp nhẫn là chúng ta ở nhà ngủ nệm êm, chăn ấm,
ngủ máy điều hòa, rồi ăn uống đầy đủ sung sướng. Vào chùa thì nằm đất, công phu thì ngồi đất. Chán ơi là chán, trời thì nóng ơi là nóng, khổ ơi là khổ. Nhưng nếu mình biết tu thì lúc này mình cũng phải nhẫn. Là nhẫn thì mình có an vui, hạnh phúc. Còn cái nhẫn thứ ba chính là vô sanh pháp nhẫn. Chính là khi chúng ta tu tập sống trong cuộc đời này, rất nhiều người hãm hại, đố kỵ, ganh tị, hàm oan chúng ta. Nhưng chúng ta vẫn mở lòng từ bi, tha thứ bao dung cho họ. Đó là vô sanh pháp nhẫn. Nếu chúng ta nhẫn được pháp nhẫn này thì chúng ta cũng đang thực hành hạnh Bồ Tát Đạo. Mọi người có đồng ý không ạ? Suốt 9 năm qua, khi con được xuất gia, mọi thứ mọi người cúng dường cho con, đến bây giờ con không giữ bất cứ một thứ gì. Hàng ngày cũng một ngày 24 giờ, nhưng tại vì sao chúng ta lại không sống để hạnh phúc, nở trên môi nụ cười? Còn thay vì 24 giờ chúng ta lại buồn, lại khổ, nên con luôn chọn cách sống là nụ cười trên môi. Đó là niềm an lạc, hạnh phúc. Nếu một người Phật tử vào chùa gặp một vị thầy mà nhìn vị thầy đó buồn, sầu, khổ thì ở nhà đã chán đời, vô chùa gặp ông thầy chùa còn chán đời hơn nữa, thì con nghĩ mình không cần vô chùa gặp thầy chùa làm gì, đúng không ạ? Nên một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Nên khi mình còn khỏe, còn trẻ, còn cười được thì mình hãy cứ cười cho thật sảng khoái đi ạ. Còn có câu rằng một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, mà ai cười không đúng chỗ thì lấy rổ hứng răng. Nam mô A Di Đà Phật. Bao năm qua, hàng tháng con được đủ nhân duyên hướng dẫn đạo tràng lại danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Và bao năm qua con cũng thực hành theo hạnh nguyện Đại Từ Đại Bi của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Quán nghĩa là quán sát, thế là thế gian, âm là âm thanh. Nơi nào có người khổ thì nơi đó có Ngài giúp đỡ và cứu khổ. Và Ngài đang cầm trên tay chính là bình tịnh thủy. Tịnh thủy chính là bình nước cam lồ, chính là bình nước ngọt, nước mát. Chỗ nào có nóng bức, chỗ nào có khổ, chỗ nào có chúng sanh cần, thì chính bình nước của Ngài rưới mát đến đó và đem sự êm dịu đến đó. Trên tay Ngài cầm chính là nhành dương liễu. Nhành dương liễu tượng trưng cho sự nhẫn nhịn, nhẫn chịu và chịu đựng. Và sự uyển chuyển của nhành liễu, dù gió hướng nào thì nhành liễu nghiêng về hướng đó, chính là sự tùy thuận chúng sanh của nhành liễu. Và bao năm qua con cũng biết rằng mọi người, mọi căn cơ, bậc thượng căn, trung căn, hạ căn, nên mình phải dùng nhiều phương tiện, nhiều thiện xảo để đưa đạo vào đời. Nên con cũng luôn mua chuỗi hàng ngày, mua sách, mua truyện tranh. Rồi hàng tháng con dùng số tiền đã mua nước cho mọi người trở về lại Quan Âm Bồ Tát. Và chính tình thương đó, khi con có chết đi, con nghĩ rằng trong tâm mỗi người con chỉ mất về thể xác, nhưng trong tâm thức mọi người hình ảnh của con vẫn luôn tồn tại. Mọi người có đồng ý không ạ? Con có làm một bài thơ để học theo hạnh của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm như sau. Lạy Ngài Bồ Tát Quán Âm, cho con học hạnh từ tâm của Ngài. Bao năm trên chặng đường dài, ngày đêm tinh tấn miệt mài công phu, dẫu rằng trên chặng đường tu bao nhiêu khó nhọc mây mù bủa vây, một lòng quyết chí dựng xây, đây là tịnh độ nơi này chẳng xa. Phật là ở cõi lòng ta, từ bi hỷ xả cho qua tháng ngày.
Phật ma cũng bởi tâm này, bao nhiêu khó nhọc ngày ngày xá chi. Tâm ta nở đó từ bi, khen chê vinh nhục có chi bận lòng. Bao năm ta lội ngược dòng, đây là cõi tạm nguyện xong ta về. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin kể cho mọi người câu chuyện khi có cô Phật tử cúng cho chùa mình một mẫu bãi đất, thì sư phụ sai con đi nhận đất để làm trụ trì. Thì con đi theo lời dạy của sư phụ, nhưng mà con ra ngoài đó, một ngôi nhà nằm trên một quả đồi rất là đẹp. Nên có câu rằng ngày xưa con còn nhớ, nhà tôi ở phía chân đồi có dạng thiên lý, có người tôi thương. Nhưng giờ này, ngôi đồi này, mái nhà này không có dạng thiên lý. Thiên lý mình xào thịt bò ngon tuyệt, nhưng cũng không có người tôi thương. Nhưng mà khi ra làm giấy tờ, con đi 2 lần. Nhưng mà bên nhà đất, chính quyền của đó không chịu bán cho thầy tu. Làm giấy tờ sang cho người đời thì họ làm, nhưng mà làm cho thầy chùa, họ nhất quyết không làm. Khi ra mảnh đất này, mọi người ngoài đó nói rằng, thầy ơi, đất chỗ này nhiều ma lắm. Chiều chiều con tắm, ma chết thì không sợ, mà sợ ma sống. Tắm mình vừa tắm, trong phòng tắm mình vừa sợ. Sợ chạy vô, mất cướp sắt thì không sợ cướp sắt rồi. Con chỉ sợ mất công thì chết uổng, còn trẻ cũng muốn sống thêm. Nên là vừa tắm mình vừa mê mê cái cửa. Có ai nhào vô là con phóng cửa, con chạy liền. Con ăn cơm mà nhớ chùa, nhớ sư phụ, nhớ đại chúng. Nên con cũng xin tặng cho mọi người một câu hò mà con đã hò. Chiều chiều chim dịnh kêu chiều, chiều chiều chim dịnh kêu chiều, nhớ chùa Hoằng Pháp mà chính chiều ruộng đau. Cũng may mà đất về đó không thuận lợi, chứ nếu mà thuận lợi thì giờ con see you goodbye mọi người rồi. Đâu có cơ hội lên đây để chia sẻ mọi người. Từ đó giáo pháp của Đức Phật như chiếc bè đã qua sông. Qua sông thì cần bỏ lại bè, không cần phải vác trên lưng đi hay mang trên vai thêm nặng. Nên trăm sông đổ vờ biển cả, nước biển cũng chỉ có một vị mặn. Giáo pháp của Đức Phật dù muôn ngàn pháp môn thì cũng chỉ có một vị, đó chính là vị giải thoát. Tiếp theo con sẽ hát tặng cho mọi người một đoạn của bài Cái Lương, Võ Đông Sơ, Bạch Thu Hà. Biển cương lá rơi Thu Hà em ơi, đường dài mình mù em không đến nơi. Mấy nướng buồn cơn lửa binh, hết kể chuyện chung tình, không than cho em một mình. Con mượn câu hát này để nói đến giáo pháp Đức Phật. Cũng như một người bị bệnh, bị thương, trúng tên rồi, thì mình phải cần cứu chữa cho vết thương đó. Đang trúng tên, không cứu người bệnh, mà lại cầm mũi tên lên. Chà, mũi tên này làm bằng chất liệu gì ta? Xong rồi, không biết ai bắn mũi tên này ta? Xong rồi, bắn từ hướng nào ta? Rồi mũi tên này tẩm bằng thuốc độc gì ta?
thì chưa xong, thì bảo đảm Võ Đông Sơ sẽ mãi vĩnh viễn chia tay Bạch Thu Hà. Nên giáo pháp của Đức Phật cũng vậy, tùy theo căn cơ, trình độ mà chúng ta hóa độ. Chứ đừng đỡ đến cuối cùng người ta tắt thở, sắp đưa vô nhà xác rồi mới cứu thì đã quá muộn màng rồi. Con được đủ nhân duyên, được đi từ thiện với Thầy Tâm Độ ra ngoài Nghệ An để làm từ thiện. Thì lúc đi cũng có các Phật tử đi theo. Bữa đó được ngủ ở khách sạn, sướng lắm. Hồi giờ mình thầy chùa, ngủ ở chùa, ăn ở chùa, nằm đất chùa. Lần đầu tiên được nằm khách sạn, trời, thấy nó khác ghê. Có máy lạnh, có niệm, trời ơi, nằm mà thấy xích xoa. Chà, này ngon ta, tình hình này phải đi từ thiện dài dài. Nhưng mà điều con muốn nói là khi vừa nhận phòng xong, lúc đó cũng hơn 11 giờ rồi, 11 giờ đêm đó là 23 giờ. Vừa nhận phòng xong, mới đóng cửa lại, cô nghe bấm chuông, tinh tinh. Mở cửa ra, hai cô Phật tử, dạ con chào thầy, dạ mô Phật có gì không cô? Dạ phòng thầy có lượt không? Cho con mượn cái lượt đi thầy. Vừa đưa cái lượt xong, mới đóng cửa lại, bắt đầu nghe tinh tinh. Cái bắt đầu con lại mở cửa ra, con hỏi dạ mô Phật, dạ có gì nữa vậy cô? Cổ mới nói dạ thầy, bên phòng thầy có cái máy sấy tóc không cho con mượn. Ác cái là phòng của thầy chùa thì có máy sấy tóc, có lược. Còn phòng hai cổ thì không có lược, không có máy sấy tóc. Ác ơi là ác. Trời ơi, đúng là trớ trêu thay. Còn mới hôm qua thôi, không đâu xa, con vừa giặt cái áo xong, thơm tho, sạch sẽ, chạy xuống thấy mọi người đông quá, ngại. Nên con mặc áo Nhật Bình, áo dài vô đi cho nó thon thả. Vừa đi mượn chiếc xe đạp bên bảo vệ, vừa đi con định hát tung bay tà áo tung bay. Mới tung được cái mấy cái, xe nó cuốn nguyên cái áo còn vô. Nó ngậm luôn. Con đứng trên xe, đi tới cũng không được, đi lui cũng không xong. Trời ơi, ca này khó. Cái bắt đầu có chú Phật tử, ông ngồi trong quán, ông chạy ra, ông gỡ giùm cái áo con ra. Cái lúc đó con nói rồi, tình hình nên hết bay được rồi, đi cho chắc cú. Rồi sang đầu năm mới, các cô Phật tử lên chùa nhờ con thầy ghi giùm tên cầu an cho gia đình con. Ghi mắt nhắm mắt mở làm sao á, tờ giấy cầu an không ghi. Quất thẳng vô cầu siêu hết ráo. Cái bắt đầu tụng xong rồi, con nghe hoài, tại tên cổ con cũng biết, gia đình con cũng biết nữa. Con nói ủa, sao tên cầu an đâu không thấy ta. Nghe xong quất cầu siêu hết ráo luôn. Cái bắt đầu xuống kia gặp con bẽn lẽn mắc cỡ. Cái nơi thầy, con nói xong hay quá ha, cầu an không cầu, cầu siêu hết, giỏi đó. Còn một lần nữa, con cúng cơm bên tháp cốt nè. Cổ vô ghi cho con cái tờ giấy cầu siêu cho con. Cổ ghi sao? Ghi luôn tên cổ trong đó luôn. Lúc con đọc cúng cơm, trời con thành tâm dữ lắm. Con cúng xong rồi, cái cổ lại nói con, thầy ơi, hồi nãy giờ con quên. Con cúng cơm cho con mà con ghi tên con đó. Siêu luôn rồi. Thì con nói thì giờ trước sau ai cũng chết, không siêu trước thì siêu sau. Thì cũng siêu thôi, có sao đâu. Cái bắt đầu nhìn nhau cười. Đúng là chuyện đời nhiều cảnh éo le quá. Ở bên chánh điện, hàng ngày có nhiều ca khó xử lắm. Thầy ơi thầy, dạ mô Phật có gì không cô? Dạ bạn con nhờ con lên hỏi thầy, có kinh nào tụng cho bạn con nhanh có con không thầy? Cái vụ này đáng lẽ mình phải vô khoa sản, mình hỏi bác sĩ, rồi hỏi ông thầy chùa, đâu có con đâu mà biết. Trời ơi, tình hình này khó chết đi được.
ca này khó quá. Rồi có cô lại hỏi thầy, ơi thầy, cháu con bệnh nặng lắm, không biết thầy có kinh gì tụng cho bớt bệnh không? Rồi cháu con nó ăn không được, có kinh gì cho nó ăn ngon không? Có kinh mà ăn ngon bớt bệnh chắc hàng ngày con không cần ăn mà có người tụng xong rồi con cũng no luôn. Nên mình hiểu rằng giáo pháp của Đức Phật không phải mình cầu mà được, mà mình tu tập chuyển hóa mới được. Nên con có làm bốn dòng thơ như sau: học Phật chẳng để van cầu, học Phật chuyển hóa khổ sầu thân tâm, ấy là ý nghĩa sâu thâm, quay về tỉnh thức Phật tâm chính mình. Nam Mô A Di Đà Phật. Bến đổ cuối cùng rồi, con muốn đưa mọi người đến. Rồi sư phụ ngài cũng sẽ già, rồi ngài cũng đi theo lễ vô thường. Và chúng ta trong đạo tràng này ai rồi cũng đi theo lễ vô thường. Nhưng bến đổ cuối cùng và bao năm qua chính là mình tự đốt đuốc lên mà đi, và mình chính là bến đổ cuối cùng của bản thân mình. Nên bao năm qua con luôn lấy nền tảng chính là gieo trồng cho mình. Con không chạy theo chùa to Phật lớn, mà hàng ngày con luôn gieo cho mình chính là nền tảng của từ bi. Nên con có làm bốn câu thơ nữa tặng mọi người. Chùa to Phật lớn làm chi, khi tâm phiền não sân si dãy đầy, từ bi nền tảng không xây, bao năm cũng ở vũng lầy mà thôi. Nam Mô A Di Đà Phật. Để nhắn gửi đến mọi người bến đổ cuối cùng của đời mình, con xin được mượn đôi dòng trong kinh Di Giáo của Đức Phật đã dạy như sau: này các thầy tỳ kheo, phải ý thức toàn bộ cuộc đời là chuyển biến vô thường, có kết hợp thì có tan rã, đừng lo buồn gì cả. Ngược lại cuộc đời như thế, vì các thầy phải thường nỗ lực tinh tiến để sớm cầu tự độ, đem ánh sáng trí tuệ diệt trừ hắc ám vô minh. Vũ trụ quả thật mỏng manh, không một thứ chi bền bỉ. Như Lai được diệt độ thì cũng như trừ được căn bệnh khủng khiếp. Đây là vật tội ác và đáng bỏ, giả hiệu là thân thể mà lại chìm ngập trong biển cả, già bệnh sống chết. Như thế người có trí tuệ ai lại không hoan hỷ khi trừ bỏ được thân này như trừ bỏ kẻ thù. Các thầy tỳ kheo hãy thường nhất tâm nỗ lực cần cầu tuệ giác giải thoát. Toàn thể vũ trụ dù pháp biến động hay pháp bất động đều là trạng thái bất an và tan rã. Thôi các thầy hãy yên lặng, không nên nói nữa thì giờ sắp hết. Như Lai muốn diệt độ. Trên đây là những lời giáo huấn tối hậu của Như Lai. Và trong kinh Đại Bát Niết Bàn, trường bộ kinh 16, Đức Phật đã dạy rằng hãy tự làm hoàng đảo, tự nương tựa chính mình, hãy lấy pháp làm hoàng đảo, lấy pháp làm nương tựa, không lấy chỗ nào khác làm hoàng đảo, không nương tựa chỗ nào khác. Và trước khi kết thúc buổi nói chuyện sáng hôm nay, con một lần nữa xin tặng mọi người bốn câu thơ cuối cùng. Người chê chẳng có xu nào, bao năm chẳng có một hào trong tay. Tuy là nghèo nhất hôm nay, tình thương còn lại muôn ngày không phai. Thì lời cuối cùng con xin tri ân trên sư phụ, quý thầy và toàn thể quý vị Phật tử đã cho con cơ hội chia sẻ Phật Pháp sáng hôm nay. Trong lúc con chia sẻ, nếu có điều gì sai sót thì mong quý vị Phật tử lượng tình tha thứ bỏ qua cho. Nam Mô A Di Đà Phật.